Cô Hoàng Anh thân mến, chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tiết tiếng Việt tiếp theo của khóa học tốt ngữ văn lớp 6. Trong bài học lần trước thì cô đã nêu với các bạn để các bạn có thể tìm hiểu được về câu trần thuật đơn. Và chúng ta thì đã tìm hiểu ra được câu trần thuật đơn thì có rất nhiều những cái chức năng khác nhau đúng nhỉ? Nó có thể được dùng để kể này, để tả này, để giới thiệu hoặc là nhận xét đánh giá về một sự việc, sự vật nào đó. Trong bài học ngày hôm nay thì cô sẽ đưa đến với các bạn nội dung đó chính là câu trần thuật đơn có từ là và không có từ là. Các bạn lưu tâm một chút, đó chính là ở trong sách giáo khoa thì có đưa đến với các bạn nội dung của bài học này thì với hai tiết khác nhau. Tiết đầu tiên thì sẽ là học về câu trần thuật đơn có từ là. Tiết thứ hai các bạn sẽ được học về câu trần thuật đơn không có từ là. Tuy nhiên thì với cái nội dung của hai bài này cũng là khá là ngắn và đồng thời thì có liên quan đến nhau. Nên là cô sẽ gộp lại để các bạn có thể có được một cái bài với nội dung xuyên suốt, đó chính là câu trần thuật đơn có từ là và không có từ là. Có một chút đó chính là nội dung của bài này thì là của hai tiết khác nhau, vì vậy nên là khi mà hướng dẫn bài tập cho các bạn thì cô sẽ hướng dẫn cụ thể, cô sẽ chỉ ra cụ thể cho các bạn rằng cô đang giảng bài, cô đang phân tích ngữ liệu ở bài nào, trang nào để các bạn có thể tiện theo dõi. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học nhé. Với việc đầu tiên chúng ta sẽ cùng chú ý đến những yếu tố liên quan đến câu trần thuật đơn có từ là. Các bạn chú ý giúp cô đến những cái nội dung ở trong sách giáo khoa trang 114 này. Đầu tiên trong phần 1 La Mã, khi mà tìm hiểu về đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là thì đề bài đã đưa đến cho các bạn 4 ví dụ như cô đã trình bày ở trên bảng đây. Và các bạn sẽ có đó chính là khi mà đưa đến với các bạn 4 cái câu văn, 4 ngữ liệu như thế này thì đề bài yêu cầu các bạn đó là hãy xác định chủ ngữ và vị ngữ cho các câu. Vậy thì chúng ta sẽ cùng thực hiện yêu cầu đầu tiên này nhé. Câu đầu tiên đó chính là bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều. Thì ở đây các bạn sẽ có một cái kiểu câu rất là quen thuộc được học ở tiểu học rồi, đó chính là kiểu câu ai là gì đúng nhờ. Chúng ta sẽ có ai, bà đỡ Trần được nhắc đến ở trong câu này. Và bà đỡ Trần là gì? Bà đỡ Trần thì là người huyện Đông Triều. Các bạn sẽ có đây là chủ ngữ này. Và đây sẽ là thành phần vị ngữ. Khá là dễ dàng để có thể xác định được thôi đúng không? Và đồng thời các bạn sẽ thấy này, sau khi mà phân tích được nội dung của câu này, phân tích được cấu trúc ngữ pháp của câu này với việc đó chính là chỉ ra chủ ngữ và vị ngữ, thì các bạn hãy cùng chú ý đến thành phần vị ngữ nhé. Thành phần vị ngữ ở đây chúng ta sẽ có này, là người huyện Đông Triều. Thì người huyện Đông Triều ở đây chúng ta sẽ có một cụm danh từ làm nên vị ngữ ở phần này đúng không? Chúng ta có cụm danh từ này. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái khái niệm, một cái định nghĩa về truyền thuyết, đó chính là truyền thuyết là loại chuyện dân gian kể về các nhân vật và các sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ và thường có những cái yếu tố tưởng tượng kỳ ảo đúng nhờ. Vậy thì các bạn sẽ có chủ ngữ ở đây thì sẽ là truyền thuyết này. Chúng ta sẽ có chủ ngữ là truyền thuyết và vị ngữ thì toàn bộ là cái đoạn còn lại. Và đặc biệt các bạn hãy chú ý này, đó chính là ở trong phần vị ngữ này thì chúng ta thấy nó là sự kết hợp của rất nhiều các cụm danh từ khác nhau. Các bạn sẽ có này, là loại chuyện dân gian này, kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ này, hoặc là các chi tiết, các yếu tố tưởng tượng kỳ ảo. Thì ở đây các bạn đã có rất nhiều các cụm danh từ để làm nên phần vị ngữ này đúng không? Chúng ta sẽ có cấu tạo của vị ngữ, đó chính là các cụm danh từ này. Tiếp theo, ở trong câu văn thứ ba thì chúng ta sẽ có ngày thứ năm ở trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo sáng sủa. Thì các bạn sẽ có ngày thứ năm ở trên đảo Cô Tô là chủ ngữ và phần còn lại là vị ngữ. Câu này thì chúng ta đã được phân tích ở trong bài lần trước trong phần luyện tập rồi đúng không? Chúng ta sẽ có ngày thứ năm ở trên đảo Cô Tô đưa đến với chúng ta một cái mốc thời gian và chúng ta sẽ có một cái sự miêu tả, đó chính là một ngày trong trẻo sáng sủa. Vậy thì chúng ta sẽ thấy này, một ngày trong trẻo sáng sủa ở đây cũng sẽ là một cụm danh từ nhé. Cụm danh từ. Và cuối cùng, câu cuối chúng ta có một cái hành động được nhắc đến ở trong phần chủ ngữ, đó chính là dế mèn trêu chị cốc. Và chúng ta sẽ có chủ ngữ, đó chính là một hành động này. Và vị ngữ ở đây thì sẽ là dại. Khác với các vị ngữ ở trên, các bạn sẽ thấy này, các vị ngữ này đều được cấu tạo bởi các cụm danh từ. Thì ở trong câu này, các bạn sẽ có từ dại ở đây là một tính từ. Thì chúng ta sẽ thấy vị ngữ được cấu tạo bởi một tính từ đúng không? Bởi một tính từ. À, như vậy là chúng ta đã vừa cùng chỉ ra được cấu trúc ngữ pháp của các
câu này và đồng thời thì cũng chỉ ra được cấu tạo của các thành phần vị ngữ đúng không? Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý đó chính là đề bài ở phần số 3, câu hỏi số 3 sách giáo khoa trong 114 có hỏi các bạn rằng là hãy chọn những từ hoặc là cụm từ phủ định để điền vào những cái câu này sao cho phù hợp. Thì chúng ta sẽ có những cụm từ ví dụ như là không, không phải, chưa, chưa phải. Thì chúng ta sẽ cùng thay thế nhé. Ví dụ này, bà đỡ Trần không phải là người huyện Đông Triều thì chúng ta đang có được một câu phủ định đúng nhá. Tiếp theo thì các bạn sẽ có truyền thuyết không phải là đúng nhá. Truyền thuyết không phải là loại chuyện dân gian. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có đó chính là ở trong phần C. Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô không phải là một ngày trong trẻo sáng sủa. Hoặc là câu số 4 phần D các bạn sẽ có dế mèn trêu chị cốc chẳng phải là dại. Được chưa nhở? Vậy thì các bạn sẽ có không phải là dại, chẳng phải là dại thì hai cái trường hợp đó đều có thể được thêm vào ở trong phần câu số 4 ở trong phần D nhé. Như vậy là các bạn đã thấy này. Ở đây các bạn có rất là nhiều những cái câu trần thuật. Các câu trần thuật này thì là các câu trần thuật mà có một cụm chủ ngữ, vị ngữ. Và đồng thời thì các bạn đã phân tích được cấu tạo của các thành phần vị ngữ rồi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chú ý chỉ ra những cái đặc điểm. Các bạn cùng chú ý này, chúng ta nêu ra nhận xét về đặc điểm của các câu trần thuật đơn có từ là nhé. Đầu tiên các bạn hãy cùng chú ý đó chính là chúng ta lưu tâm đến vị ngữ của các câu trần thuật đơn này. Chúng ta có vị ngữ là việc mà chúng ta có từ là kết hợp với một yếu tố. Và yếu tố này thì có thể là cụm danh từ, có thể là tính từ, có thể là động từ nữa, được chưa nhỉ? Các bạn sẽ có từ là thì kết hợp với một cái yếu tố nào đó nữa. Yếu tố ở đây thì có thể là danh từ, cụm danh từ, cụm tính, cụm động từ hoặc là tính từ, cụm tính từ. Các bạn hãy lưu ý đó chính là vị ngữ thì sẽ là từ là kết hợp với một cái yếu tố ở phía sau của từ là đó. Và tiếp theo các bạn hãy cùng chú ý đó chính là nếu như ở đây chúng ta đang có những cái câu mà có ý khẳng định đúng nhá. Và nếu như chúng ta muốn chuyển đổi những cái câu này theo ý phủ định. Chuyển đổi câu theo ý phủ định. Thì chúng ta có thể thêm những cái cụm từ, những cái từ ở phía trước từ là. Ví dụ như là từ không, không phải, chưa, chưa phải hoặc là chẳng, chẳng phải cũng được nhá. Như vậy là sau khi mà tìm hiểu xong một số những cái đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là như thế này thì các bạn hãy cùng chú ý giúp cô đến 4 câu hỏi ở trong phần 2 La Mã sách giáo khoa trong 115. Ở trong các câu hỏi này thì đề bài hỏi các bạn rằng là các bạn hãy phân tích nội dung của các phần vị ngữ và chỉ ra phần vị ngữ của câu nào thì sẽ biểu hiện những nội dung gì. Sau đó thì chúng ta có thể phân biệt được các kiểu câu trần thuật, các kiểu câu trần thuật đơn có từ là. Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý này. Ở trong cái câu đầu tiên này các bạn có bà đỡ Trần là người của huyện Đông Triều thì ở trong bài tập lần trước chúng ta đã dễ dàng chỉ ra được đây là một câu giới thiệu rồi đúng không? Chúng ta có đây là một câu giới thiệu về bà đỡ Trần. Tiếp theo các bạn có cái câu thứ ba ấy, đó chính là ngày thứ ba ở trên đảo, ngày thứ năm ở trên đảo Cô Tô là một ngày rất là trong trẻo và sáng sủa. Thì ở đây các bạn có một câu miêu tả cảnh, ở đây các bạn có một câu tả cảnh này. Ví dụ này thì các bạn cũng đã được phân tích ở trong phần luyện tập lần trước rồi nên là cô sẽ không nhắc lại nhiều lần nữa nhé. Chúng ta sẽ có thêm được phần B này, chúng ta có định nghĩa về truyền thuyết. Truyền thuyết là một loại chuyện dân gian như thế nào đó đã được liệt kê ra ở phía sau khá là nhiều các đặc điểm của truyền thuyết rồi. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy này, ở phần này thì sẽ nêu lên cho các bạn một khái niệm, một định nghĩa về truyền thuyết. Chúng ta sẽ có ở đây đó chính là một khái niệm đúng nhá. Và cuối cùng đó chính là khi mà chúng ta nêu lên cái hành động dế mèn trêu chị cốc thì chúng ta có một cái sự nhận xét đánh giá đó chính là hành động mà dế mèn trêu chị cốc đó chính là một hành động rất là dại dột. Thì chúng ta sẽ thấy này, dế mèn trêu chị cốc là dại thì ở đây chúng ta có một câu nhận xét hay các bạn có thể có một cái cách gọi khác đó chính là đánh giá đúng không? Chúng ta có một câu nhận xét hoặc các bạn có thể gọi đây là câu đánh giá cũng được. Như vậy là sau khi mà chỉ ra những cái đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là thì các bạn còn thấy được rằng là chúng ta đã phân loại ra bốn loại của các câu trần thuật đơn có từ là, đó là chúng ta có câu giới thiệu,
khái niệm, tả cảnh và nhận xét, được chưa nhờ? Vậy thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến phần ghi nhớ sách giáo khoa trong 115 nhé. Phần ghi nhớ này có chỉ ra cho các bạn đó chính là chúng ta có một số kiểu câu trần thuật đơn có từ là đáng chú ý, thường hay được sử dụng ở trong đời sống và trong các văn bản, đó chính là kiểu câu nêu định nghĩa khái niệm này, kiểu câu giới thiệu này, kiểu câu miêu tả này, và cuối cùng là kiểu câu nêu nhận xét, đánh giá, được chưa nhở? Sau khi mà học xong phần này thì cô mong rằng các bạn đã có được những cái hiểu biết một cách là khái quát nhất về đặc điểm của các câu trần thuật đơn có từ là và sự phân loại về bốn kiểu câu trần thuật đơn có từ là mà chúng ta thường dùng nhất, chúng ta hay gặp nhất. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của phần 2 La Mã. Cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu được về câu trần thuật đơn không có từ là nhé. Tiếp theo ở phần 2 La Mã này thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến câu trần thuật đơn không có từ là nhé. Các bạn sẽ thấy được rằng là những cái câu trần thuật đơn này thì vẫn sẽ là các câu mà có một cụm chủ vị ở trong câu. Tuy nhiên thì nó lại không xuất hiện từ là, và chúng ta sẽ cùng xác định xem rằng là những cái câu trần thuật đơn mà không có từ là như thế này thì nó sẽ có đặc điểm như thế nào và đồng thời thì có sự phân loại ra sao. Chúng ta sẽ cùng đến với phần 1 La Mã, đó chính là đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là ở trang 118 với hai ví dụ mà sách giáo khoa đã đưa ra cho các bạn nhé. Thứ nhất đó chính là ví dụ A, phù ông mừng lắm, và ví dụ B, chúng tôi tụ hội ở góc sân. Thì việc đầu tiên mà chúng ta cần làm đối với hai câu này đó chính là chúng ta sẽ phân tích cấu trúc ngữ pháp của hai câu, phân tích cấu trúc chủ ngữ và vị ngữ. Khá là đơn giản thôi, chúng ta sẽ có câu đầu tiên đó chính là phù ông là chủ ngữ và vị ngữ ở đây thì sẽ là mừng lắm, được chưa nhỉ? Tiếp theo thì các bạn sẽ có câu thứ hai, chúng tôi là chủ ngữ này. Và rất là dễ dàng thôi, chúng ta có phần vị ngữ đó chính là tụ hội ở góc sân. Câu này thì khá là dễ để có thể xác định được các thành phần của câu thôi. Và đồng thời thì chúng ta sẽ cùng nhận xét đó chính là vị ngữ của các câu này thì do những cái cụm từ nào tạo thành. Các bạn sẽ có này, mừng lắm. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cụm tính từ đúng không? Một cụm tính từ thì làm nên vị ngữ của phần này. Còn tụ hội ở đây chắc chắn là một động từ rồi đúng không? Chúng ta sẽ có phần vị ngữ ở đây được làm nên bởi một cụm động từ. Sau khi mà chỉ ra được cấu trúc ngữ pháp, được cấu tạo của những cái phần vị ngữ cho hai câu này thì chúng ta biết này, chúng ta có thể là xem rằng chúng ta sẽ so sánh rằng câu trần thuật đơn có từ là thì nó sẽ là những câu định nghĩa này, giới thiệu này, hoặc là nhận xét đánh giá chẳng hạn. Vậy thì nếu như chúng ta đang có ý khẳng định mà chúng ta muốn phủ định thì chúng ta thêm những cái từ ví dụ như là không, không phải, hoặc là chưa, chưa phải chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ thử thêm những cái từ này vào những cái câu trần thuật đơn mà không có từ là xem nó có được hay không nhé. Chúng ta sẽ có đó chính là phù ông không mừng lắm, hoặc là chúng tôi không tụ hội ở góc sân. Thì những cái câu này khi mà mang ý phủ định thì cũng có thể kết hợp được với những từ ví dụ như là không, không phải, chưa, chưa phải, đúng nhờ? Các bạn hãy cùng chú ý này. À, vậy thì chúng ta sẽ cùng có được một cái sự phân biệt nhé. Đó chính là nếu như ở phần trên các bạn sẽ thấy này, chúng ta sẽ sử dụng những cái từ để có thể nêu lên ý phủ định của các câu trần thuật đơn có từ là. Ví dụ các bạn sẽ thấy này, bà đỡ Trần không phải là người huyện Đông Triều, hoặc là bà đỡ Trần chưa phải là người huyện Đông Triều chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có những cái từ đó là không phải, chưa phải để kết hợp với những câu trần thuật đơn có từ là nếu như chúng ta muốn có cái ý phủ định, đúng nhỉ? Tuy nhiên các bạn sẽ thấy này, sau khi mà chúng ta thêm những cái từ phủ định ví dụ như là phú ông không mừng lắm, chúng tôi không tụ hội ở góc sân, thì các bạn sẽ thấy cái khả năng kết hợp nhé. Cái khả năng kết hợp để tạo nên câu câu phủ định sẽ là những cái từ ví dụ như là không hoặc là chưa thì sẽ xuất hiện ở phần đầu của vị ngữ đúng nhỉ? Kết hợp với các từ ví dụ như là từ không này hoặc là từ chưa này để có thể nêu lên ý phủ định. Chúng ta sẽ nhắc lại nhé, chúng ta sẽ cùng kết hợp với những từ ví dụ như là phú ông không mừng lắm, hoặc là chúng tôi không tụ hội ở góc sân, chúng tôi chưa tụ hội ở góc sân để có thể tạo nên những câu phủ định. Được chưa nhờ? Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng chú ý đó chính là sau khi mà phân tích để chỉ ra được một số những cái đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là, ví dụ các bạn sẽ thấy
Vị ngữ của các câu trần thuật đơn không có từ là thì có thể là do các động từ, cụm động từ như phần này, hoặc là các tính từ, cụm tính từ như phần này. Đúng nhá? Các bạn sẽ thấy này, cái tần số xuất hiện của danh từ, cụm danh từ ở phần câu trần thuật đơn có từ là thì rất nhiều. Tuy nhiên, khi mà đến với những câu trần thuật đơn không có từ là thì chúng ta sẽ chỉ thấy có sự xuất hiện của các cụm động từ hoặc là các cụm tính từ, các tính từ mà thôi. Đấy chưa nhở? Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là khi mà xác định được cấu tạo của các vị ngữ trong các câu này sẽ là động từ, cụm động từ, tính từ, cụm tính từ, và cái khả năng kết hợp, đó chính là kết hợp với những từ không, chưa như thế này, thì chúng ta cũng đã nhấn mạnh được hai đặc điểm tiêu biểu của các câu trần thuật đơn mà không có từ là rồi, đúng không? Chúng ta sẽ cùng chú ý tiếp theo đến trong phần 2 này. Chúng ta sẽ cùng phân loại các kiểu câu ở trong phần câu trần thuật đơn không có từ là nhé. Chúng ta sẽ chú ý đến hai cái ví dụ ở trong sách giáo khoa. Ở trong phần 1 này, các bạn sẽ có hai câu trang 119, đó chính là đằng cuối bãi hai cậu bé con tiến lại và đằng cuối bãi tiến lại hai cậu bé con. Thì chúng ta sẽ cùng phân tích xem rằng là cấu trúc ngữ pháp của hai câu này thì có gì khác nhau hay không nhé. Chúng ta sẽ có đằng cuối bãi ở đây thì sẽ là thành phần trạng ngữ rồi. Thì cả hai câu là câu này đều giống nhau đúng không? Tuy nhiên các bạn sẽ thấy này, hai cậu bé con thành phần chủ ngữ đứng trước, thành phần vị ngữ đứng sau. Nhưng câu này lại có thành phần vị ngữ được đảo lên trước thành phần chủ ngữ. Các bạn sẽ có này, thành phần vị ngữ được đảo lên trước thành phần chủ ngữ, đúng nhỉ? Vậy thì các bạn sẽ thấy nhá, ở trong hai câu này mặc dù là số từ ngữ xuất hiện thì giống hệt như nhau, tuy nhiên việc đảo vị trí của chủ ngữ và vị ngữ như thế này thì lại mang đến cho câu những cái nội dung rất là khác nhau. Vậy thì chúng ta hãy cùng chú ý, đó chính là chúng ta phân loại, chúng ta phân loại các câu trần thuật đơn không có từ là ở đây nhá. Chúng ta sẽ có này, đằng cuối bãi hai cậu bé con tiến lại, chúng ta đang nêu lên hành động của hai cậu bé con, đó chính là tiến lại. Và chúng ta có, đó chính là chúng ta đang muốn miêu tả hành động của những cái cậu bé con này thì các cậu bé con sẽ được nêu lên trước và hành động của các cậu ấy thì sẽ được nêu lên sau. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái kiểu câu đầu tiên, đó chính là kiểu câu miêu tả nhá. Các bạn sẽ có, đây là câu miêu tả. Tiếp theo thì chúng ta có câu thứ hai, đó chính là thành phần vị ngữ lại được đảo lên đứng trước thành phần chủ ngữ ở trong câu. Và đồng thời các bạn sẽ thấy này, từ tiến lại ở đây thì dường như tác giả đang muốn nhấn mạnh với chúng ta cái hành động, trạng thái của con người chứ không phải là muốn nhấn mạnh đến đối tượng của hành động trạng thái đó, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ có kiểu câu thứ hai, đó chính là kiểu câu này đưa đến cho chúng ta về sự xuất hiện, thông báo cái sự xuất hiện hoặc là tồn tại hoặc là tiêu biến của một sự vật nào đó. Thì ở đây chúng ta sẽ xác định đây sẽ là những câu tồn tại này. Câu tồn tại. À, vậy thì chúng ta bên cạnh việc mà chỉ ra những đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là thì chúng ta sẽ cùng phân loại những câu trần thuật đơn không có từ là này với hai loại nhé. Thứ nhất là câu miêu tả. Và thứ hai thì sẽ là câu tồn tại. Còn ghi nhớ sách giáo khoa trang 119 thì đã đưa đến với các bạn khá là rõ ràng nội dung của sự định nghĩa của hai kiểu câu này rồi. Chúng ta sẽ có này, đó là những câu dùng để miêu tả hành động, trạng thái, đặc điểm của sự vật được nêu ra ở chủ ngữ thì sẽ là những câu miêu tả. Ví dụ này, các bạn sẽ có chủ ngữ thì sẽ là sự vật, sự việc hoặc là con người, và vị ngữ thì sẽ là những cái hành động, trạng thái, đúng nhỉ? Vậy thì các bạn sẽ có, đây sẽ là những câu miêu tả. Còn nếu như chúng ta muốn xác định các câu tồn tại thì sẽ là hành động, trạng thái, tính chất được đảo lên đứng trước, mặc dù nó vẫn là vị ngữ nhưng nó lại được đảo lên đứng ở vị trí trước chủ ngữ để có thể nhấn mạnh được cái hành động, trạng thái hay là tính chất đó. Được chưa nhỉ? Vậy thì các bạn hãy chú ý đến phần phân loại câu tồn tại và câu miêu tả, bởi vì đôi khi chúng ta rất là dễ bị nhầm lẫn nhé.
Ngay sau đây, sau khi mà tìm hiểu xong cả hai nội dung về câu trần thuật đơn có từ là và câu trần thuật đơn không có từ là, thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn có được phần ba la mã. Chúng ta sẽ cùng tổng kết và luyện tập những cái nội dung mà chúng ta vừa được học nhé. Phần cuối cùng ở trong bài học ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể luyện tập được những cái nội dung mà chúng ta đã vừa được học nhé. Sau khi mà học xong được về nội dung đó chính là câu trần thuật đơn có từ là, thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể làm được phần luyện tập sách giáo khoa trong 115, 116 với bài tập 1 nhé. Chúng ta sẽ có khá là nhiều các ví dụ ở trong bài này, từ phần A đến tận phần E, và đề bài yêu cầu chúng ta xác định đâu là những cái câu mà nó là câu trần thuật đơn có từ là trong những cái ví dụ ở bên dưới. Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý nhé. Ở trong phần A chúng ta có một định nghĩa về biện pháp tu từ hoán dụ, thì đây chắc chắn là một cái biện pháp, đây chắc chắn là một câu mà là câu trần thuật đơn có sử dụng từ là rồi đúng không nhỉ? Các bạn sẽ có câu A này, là một câu định nghĩa, là một câu định nghĩa về biện pháp tu từ này, hoán dụ này. Và chúng ta sẽ rất là dễ dàng để có thể xác định chủ ngữ, vị ngữ cho câu này. Chúng ta có hoán dụ là chủ ngữ và toàn bộ cái cụm từ là gọi tên sự vật hiện tượng ở phía sau thì sẽ là vị ngữ thôi, đúng không? Tiếp theo thì các bạn sẽ có đó chính là ở trong câu của phần C thì chúng ta sẽ có tre là cánh tay của người nông dân, tre còn là nguồn vui duy nhất của tuổi thơ, nhạc của tre là khúc nhạc của đồng quê. Thì đây, cả ba dòng này, cả ba câu này các bạn đều có, đây sẽ là những cái ví dụ về câu trần thuật đơn có từ là, và cả ba câu này thì đều là những câu giới thiệu nhé. Chúng ta có phần C này sẽ là những câu giới thiệu này, giới thiệu về tre và giới thiệu về tiếng nhạc của sáo tre, sáo trúc đúng không? Tiếp theo thì các bạn sẽ có ở trong phần D thì chúng ta có hai dòng giới thiệu, đó chính là bồ cát là bác chim di là gì sáo sậu. Thì cả hai câu này các bạn đều có thể dễ dàng xác định được cấu tạo của nó với biện pháp chủ ngữ, vị ngữ là ở đâu. Đồng thời thì các bạn có thể nhìn ra được đây là hai câu dùng để giới thiệu đúng không? Chúng ta sẽ có phần D, hai câu thơ, hai dòng thơ dùng để giới thiệu về mối quan hệ họ hàng giữa những cái nhóm, những con chim ở trong nhóm chim hiền đúng không? Tiếp theo thì các bạn sẽ có đó chính là ở trong phần E này. Ở trong phần E thì các bạn sẽ có khóc là nhục, rên hèn, van yếu đuối, và dại khờ là những lũ người câm. Thì ở đây các bạn có đến 4 cái câu để có thể nêu lên một cái câu trần thuật đơn có từ là cơ. Các bạn sẽ có này, khóc là nhục, dại khờ là những lũ người câm. Tuy nhiên các bạn sẽ có thêm hai câu trần thuật đơn nữa, đó chính là rên hèn, van yếu đuối. Mặc dù nó không có từ là đâu, tuy nhiên thì dấu phẩy được ngăn cách giữa chủ ngữ và vị ngữ ở đây thì cũng đã đưa đến cho chúng ta những sự đánh giá rồi đúng không? Ở phần E thì các bạn sẽ có những cái câu trần thuật đơn mang ý nghĩa là đánh giá với các bạn, được chưa nhờ? Vậy thì các bạn đã có thể dễ dàng chỉ ra được những cái phần nội dung của các câu mang cái cấu tạo của một câu trần thuật đơn có từ là rồi. Tiếp theo thì ở trong bài tập số 2 yêu cầu các bạn đó chính là xác định thành phần chủ ngữ, vị ngữ ở trong những cái câu trần thuật đơn có từ là ở phía trên này. Vì vậy nên là với những cái nội dung mà các bạn đã được học về các thành phần chính của câu và những cái nội dung mà các bạn đã được ôn luyện ở trong bài câu trần thuật đơn có từ là, thì các bạn hãy tự xác định thành phần chủ ngữ, vị ngữ của các câu này nhé. Ngay sau đây thì cô sẽ chuyển tiếp sang nội dung của phần câu trần thuật đơn không có từ là, để chúng ta sẽ cùng đến với phần luyện tập sách giáo khoa trang 120. Chúng ta sẽ có bài 1 này. Bài 1 sách giáo khoa trang 120, để chúng ta có thể tìm hiểu được về câu trần thuật đơn không có từ là nhé. Các bạn sẽ cùng chú ý đó chính là trước khi mà chúng ta làm cái bài tập này thì cô sẽ nhắc lại với các bạn hai kiểu câu của câu trần thuật đơn không có từ là, đó chính là câu miêu tả và câu tồn tại. Vậy thì các bạn sẽ thấy này, các câu miêu tả thì sẽ là các câu mà có chủ ngữ đứng trước vị ngữ đúng không? Còn các câu tồn tại thì sao? Vị ngữ sẽ được đảo lên đứng trước chủ ngữ để tác giả có thể nhấn mạnh với chúng ta
những cái hoạt động, những cái trạng thái hoặc là tính chất của các đối tượng đúng không? Vậy thì chúng ta hãy cùng chú ý nhé, ở trong phần A chúng ta có 3 câu văn ở trong phần A này và chúng ta có 2 câu văn là 2 câu trần thuật đơn không có từ là. Các bạn sẽ có bóng tre trùm lên âu yếm bản làng xóm thôn. Chúng ta sẽ có này, bóng tre trùm lên âu yếm bản làng, âu yếm bản làng xóm thôn. Phần sau thì cô sẽ không viết đầy đủ nữa nhá, nhưng các bạn sẽ thấy này, ở đây các bạn sẽ có thành phần chủ ngữ, được chưa nhỉ? Và phần này thì sẽ là vị ngữ này. Chúng ta có một câu miêu tả, ở đây chúng ta có đối tượng được miêu tả, đó chính là bóng tre. Và chúng ta biết được rằng là bóng tre được miêu tả với những cái chi tiết đó chính là trùm lên âu yếm bản làng, xóm thôn. Thì ở đây sẽ chính xác nó là một câu miêu tả với đúng cấu trúc ngữ pháp, chủ ngữ đứng trước, vị ngữ đứng sau. Tiếp theo thì các bạn sẽ có một câu văn ngay sau đó, đó chính là dưới bóng tre của ngàn xưa thì thấp thoáng mái đình, mái chùa cổ kính. Các bạn hãy cùng chú ý này, chúng ta có thấp thoáng mái đình, mái chùa cổ kính, mái chùa cổ kính này. Chúng ta sẽ có đó chính là ở đây thì mái đình, mái chùa cổ kính thì là thành phần chủ ngữ, tuy nhiên thì lại được đặt ở phía sau, còn vị ngữ thì lại được đặt ở phía trước, đúng không? Vì vậy nên là với việc là vị ngữ được đảo lên đặt ở phía trước như thế này thì các bạn sẽ có được cái hành động hoặc là cái trạng thái của sự vật thì được tác giả nhấn mạnh và đảo lên trong câu tồn tại. Vậy thì các bạn hãy cùng nhớ rõ đến cấu trúc của câu tồn tại hoặc là câu miêu tả để chúng ta có thể xác định được rõ khi câu đó là câu trần thuật đơn không có từ là thì chúng ta có thể phân loại được nó thành hai kiểu câu là câu miêu tả hoặc là câu tồn tại như thế này nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ có những cái ví dụ ở phía bên dưới, ví dụ như là phần B các bạn sẽ có một câu văn ở trong văn bản là bài học đường đời đầu tiên, hoặc là các bạn sẽ có phần C những cái câu văn nói về những cái gốc tre tu tủa, những cái mầm măng, thì những cái câu này các bạn sẽ có thể là tự làm vào vở của mình nhé. Có một cái phần mà cô muốn lưu ý đó chính là đính kèm với video bài giảng này thì cô đã đưa đến với các bạn những cái bài tập khá là chi tiết và cùng với đó thì có những cái lời giải để các bạn có thể vừa tự làm được các bài tập và cũng đồng thời thì các bạn có thể là tra cứu lại những cái kết quả, những gợi ý để xem rằng những suy nghĩ, những lời giải của mình thì có chính xác hay không. Đồng thời các bạn lưu ý giúp cô đó chính là ở trang 116, ở trong phần mà câu trần thuật đơn có từ là thì các bạn sẽ có bài tập 3 yêu cầu các bạn viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu để có thể miêu tả, để có thể kể và giới thiệu về người bạn thân của em. Yêu cầu của bài tập này đó chính là các bạn hãy sử dụng ít nhất một câu trần thuật đơn có từ là ở trong đoạn văn. Vậy thì cái cách mà để các bạn có thể làm được đoạn văn này và những nội dung mà cô đã gợi ý với các bạn để các bạn có thể triển khai trong đoạn văn thì cũng đã có ở trong phần tài liệu đính kèm rồi. Các bạn hãy cùng chú ý để có thể là làm được những cái đoạn văn thật là ưng ý nhé. Đồng thời thì sau khi mà học xong nội dung của phần này thì cô cũng muốn lưu tâm với các bạn đó chính là những cái nội dung quan trọng nhất, những nội dung cơ bản nhất của phần tiếng Việt học kỳ 2 lớp 6 thì cũng đã kết thúc rồi. Ngay sau bài học này thì chúng ta sẽ chỉ có những cái tiết liên quan đến chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ có những cái tiết ôn tập để có được những cái bài kiểm tra cuối học kỳ 2 và kiểm tra cuối năm. Cô hy vọng rằng các bạn sẽ có được những cái sự ôn tập và chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho những bài kiểm tra sắp tới nhé. Hẹn gặp lại các bạn.